Thế Tôn đến một nơi nào đó, ngài rửa chân, rồi bước vào, ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Lại nghe trong 32 tướng tốt của bậc đạo sư có tướng da trơn mướt, bụi không thể bám vào, như vậy có gì mâu thuẫn ở đây hay có lý do nào khác không sư giải đáp? À, quý vị đừng có nghĩ là Đức Phật ngài lầm màu, tại vì có một số chuyện á là ngài ngài muốn như vậy, bởi vì nó là cần thiết. Ví dụ như trong trường hợp là ngài cái tướng lòng bàn chân của ngài đó là có cái tướng là có cái bánh xe ngàn cân có đầy đủ, nhưng quý vị có biết một chuyện là nó chỉ hiện ra khi mà ngài muốn nó hiện ra, tức là khi mà ngài cố ý ngài muốn nó hiện ra thì khi đó cái dấu bàn chân của ngài á, nó mới có cái dấu hình bánh xe ngàn cân, chứ không thôi là nó cũng không có in dấu xuống dưới nền cát nữa đó. À, cho nên là có một vài trường hợp á, là ngài phải có cái chủ ý, chứ còn nếu không thì nó vẫn bình thường như chúng sanh khác. À, cho nên là cái chuyện mà dính đất thì sư nghĩ là đó cũng thuộc về một phần cái chủ ý của Thế Tôn. À, nhưng mà do mình thứ nhất mình không có sanh vào thời của ngài để xác gọi là xác định cái chuyện đó. À, cái thứ hai á, là cái phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng giác thì mình đâu có biết được đâu mà lần. À, và đấy à, cho nên là có đôi khi á, là ngài ngài cái chân ngài đó là ngài có đất để ngài rửa hay không thì mình không biết, nhưng mà nó có một chuyện như thế này nè, là trong cái tướng của ngài đó là cái cơ thể của ngài nó rất là khỏe, rất rất là sạch nha, ngài rất là sạch và cho nên bụi đất không bám vào mà, nhưng ngài vẫn đi tắm. Ngài vẫn đi tắm. Quý vị nói chuyện rửa chân là chuyện bình thường, ngài vẫn đi tắm. Thì tại sao như vậy? À, thì cái này có lẽ là cái cơ thể của ngài đó thì đôi khi á, nó cũng cần được trưởng dưỡng, nó cũng cần được nuôi dưỡng chứ. Chứ không lẽ nào mình nói là thôi ngài vậy thôi thì ngài cứ bình thường. À, như là khỏi tắm rửa gì hết thì sư nghĩ là nó cũng không có nên. Đấy, ngài vẫn tắm và khi mà đến thì ngài vẫn rửa chân. Hơn nữa đó thì chư tăng vẫn đi chân đất thì chư tăng rửa chân, không lẽ bây giờ ngài khỏi rửa rồi chư tăng có khi các ngài sẽ ngó vào rồi như thế nào? Cho nên là cái này nó cũng khó, tại vì sư không biết là cái suy nghĩ của một vị chánh đẳng giác như thế nào, có gì hiểu không? Nó nằm trong phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, cho nên là mình cũng khó nói lắm. Sao? Thì sự thế không có mâu thuẫn nha, tại mình thấy mâu thuẫn là do mình nghĩ mâu thuẫn thôi. Ví dụ như bây giờ không có bệnh là không lẽ không được đi khám bệnh hả? Không đi bệnh viện sao? Tôi đi khám thử tôi có bệnh không? Ví dụ không là đơn giản là thật ra là cái chuyện mà mình do mình có thói quen hàng ngày, do cái sự nhìn nhận của mình hàng ngày về về thế giới quan, có nghĩa là sao? Dơ mới tắm, dơ mới rửa. Ủa sao tắm được quyền rửa hả? Ai cấm? Cho nên đây không có gì mâu thuẫn cả. Còn á, này là đoán nha, này là đoán là gì? Đức Phật ngày rửa chân như vậy á, đó đó là để làm gương cho các vị khác. Tôi nghĩ cũng có khi là tạo để tạo phước cho chúng sanh. Có vị A-la hán không có nghĩ mình trong sạch rồi, cho nên Bồ Tát không có về để làm Bồ Tát, thì Đức Phật hiện ra Đức Phật. Đó là hai báo nên về để làm cái ý cư ý chỉ cho người khác. Nếu mà làm như vậy á, những cái vị phàm phu nhìn vô sẽ bắt chước và sẽ hư đi giới luật. Thì cũng vậy, như như anh Đức Phật thấy Đức Phật không rửa cái cũng không rửa luôn, thường thường hay bắt chước con ông lớn á, ông chớ. Tôi nhớ quý vị kể của hôm qua cái kỳ dẫn đáo lượt trước, cái chuyện mà ông thầy ông cầm cái bình bát nhìn lên mặt trời đó bắt chước. Nhưng mà ở đây là cái tướng tốt thứ 12, đó là không bụi không thể bám vào, thì cái tướng tốt 12 này, nhưng mà bụi không bám vào không lẽ không cho đi gơ đi gơ? Có cái luật nào, có giới luật nào hay là có quy tắc nào bắt buộc là không dơ là không được gỡ, không dơ không được? Cho nên mình thấy vô lý đó, tại vì cái thế giới quan mình nhìn nhận hồi đó giờ mấy chục năm, mười mấy năm mình đẻ ra tới giờ, mình cứ nghĩ rằng dơ mới tắm, bệnh mới đi khám bệnh.
cho nên nó không có cái gì gọi là kỳ lạ cả. Nó là thứ hai nữa đó, mình phải hiểu Đức Thế Tôn á là cái người duy nhất, là cái vị duy nhất có thể loại bỏ được tiền thiên tật. Tiền tật thì như vậy, ở đây mình phải hiểu là Đức Phật sẽ không bao giờ có cái hành động thừa. Ngài làm cái gì nó có mục đích, có mục đích cả. Tức là mình, cho dù bây giờ mình không biết tại sao đi, nhưng mà mình sẽ, mình cái niềm tin, cái đức tin mình với Đức Thế Tôn, cho nên mình phải hiểu rằng Đức Thế Tôn này làm cái này là không bao giờ sai, không bao giờ sai. Nó có mục đích của nó có lý do của nó hết. Tại sao mình tại mình không biết, tại mình không biết. Đơn giản là một cái dục, hay là muốn muốn rửa rửa đâu gì đó, muốn tắm mình tắm. Thậm chí Đức Phật ngày đi ngủ, ngài có thể ăn chú thiền định, ăn chú thiền định để tới sáng, nhưng mà ngài ngài đi ngủ được không? Được chứ. Đơn giản là cái ý muốn. Đức Phật cũng còn cũng cái ý muốn. Ví dụ ngài muốn nước, ngài kêu nàng đa muốn nước như Như Lai, đó là đơn giản là cái ý muốn. Cho dù chân sạch muốn rửa chân không được hả? Ai cấm, ai cấm là chân sạch cũng muốn rửa chân. Cho nên đây mình nói là có lý do, có mâu thuẫn. Thực ra nó không phải mâu thuẫn, mâu thuẫn là hai cái nó phải đối nghịch nhau, màu trắng màu đen. Hai mâu thuẫn là hai cái nó trái chiều, còn này là nó chẳng qua là mình ít thấy à, chứ không phải mâu thuẫn à. Tôi chưa tường. À, hai vị cũng đã khéo léo trả lời câu hỏi này, cho nên cũng không có thêm ý gì, nên là chắc xin xin khép lại cái buổi chia sẻ pháp ngày hôm nay ha. Có một vài điểm nữa như thế này nè, là Đức Thế Tôn sau khi ăn xong á, ngài vẫn rửa tay, tức là ngài vẫn để người ta xối nước vào tay của ngài để ngài rửa. Thì mình không lẽ mình nói bây giờ tay của ngài không có dính dơ thì ngài rửa để làm chi, đúng không? Thì có những chuyện á, mình cứ lấy cái mắt phàm của mình á, để mà mình đo lượng của thánh đó. Với lại một cái nữa, suy nghĩ như thế này nè, là có khi á, là Đức Thế Tôn ngài cũng vì lòng từ bi á, ngài tạo điều kiện cho chúng sanh tạo phước đó. Tại vì khi mà họ xối nước rửa tay cho Thế Tôn á, hoặc là xối nước rửa chân cho Thế Tôn, thì như vậy họ cũng có phước. Lại Anh thêm một nhắc vấn nhắc đề lại nữa, thế giới. lại thêm một vấn đề nữa đó, là chỉ trừ có cái chuyện là ngài không cắt tóc thôi, tại vì tóc của ngài nó không mọc dài ra thêm, cho nên đó là ngài ngài cắt thì nó không có cần thiết. Cho thêm tóc cũng Nhưng mà chờ tí xíu đó, cho nên là cái chuyện ngài không có cắt tóc thôi, chứ còn mà tay của ngài á, thì ngài rửa thì bao nhiêu lần cũng được đó. Cho nên là chúng ta nên hiểu cái chuyện đó rồi để sư Chánh Tâm nói. nhớ tới Tam Quốc Chí, là mà khi mà Gia Cát Lượng điều binh chuyển tướng mới về đó, thì hai ông em của Lưu Bị không có chịu nghe. Lưu Bị dùng cái quyền chủ công cho nên ép buộc hai ông này phải nghe. Và tới chừng đánh xong trận rồi mới cắm bắt khen cho các lượng điều binh như thần, rồi đứng xa ngàn dặm mà có thể khiển quân. Tại vì dốt quá không hiểu được cái cách cầm quân, cho nên nó sẽ tưởng đâu là nó sẽ không hiểu được. Đơn giản bây giờ sẽ ví dụ đơn giản như thế, Đức Phật vì lòng bí mật được không? Ví dụ như có cư sĩ họ vô chùa, cái lu nước đó họ đổ đầy, Đức Phật rửa để cho họ có phước được không? Khi nhớ cái tiền thân của vua Dục, khi mà là đứa bé, Đức Phật đi ngang thì đem bỏ bát vô cái đứa đang chơi cái bánh bằng đất, nặng nặng cái bánh bằng đất, thì Đức Phật đi ngang, cái đứa bé tiền thân của vua Dục mới để cái bánh vô bình bát, thì Đức Phật nhìn cái vị thị giả, thì cái vị thị giả này hiểu ý mới lấy cái đất này gãi trên đường, Đức Phật ngài mới đi ngang. Thì đứa bé này phát nguyện sau này cũng thành một vị vua. Thì tới thời Đức Phật sau khi Đức Phật Thích Ca Niết Bàn, tới thời thì sau này thành một vị vua tên là A Dục. Thì do cái lòng bí mật mà ngài có thể ngài không có dơ, nhưng mà ngài rửa để cái người múc cái lu nước nó có phước được không? Ví dụ đây là một ý vậy đó, đơn giản thôi. Ngài làm để gì lỡ chúng sanh, cái người múc lu nước đó có phước, chứ không phải là chứ không dơ là không được rửa. Tức là cái người trí tuệ cao hơn mình nhìn đã không thấu cái hành động người ta rồi. Ví dụ trong kinh doanh cũng vậy, tại sao bị bên kia đánh, bên đây phá sản công ty này, tại vì nhìn không nổi kiểu nó chơi cách người ta bài trí, người ta bố trận này nọ, người ta đi lên cổ phiếu xuống cổ phiếu, nhìn không nổi phá sản. Huống chi đây là trí tuệ của vị Phật, cho nên mình nhìn không thấu nổi. Khi mình nhìn không thấu nổi mình trong mâu thuẫn đó, đơn giản là nãy tôi nói rồi, khi mà mình đấy,
những cái mình không hiểu á. Phật mà phải người thường đâu, cho nên niềm tin vào Đức Phật, niềm tin vào chánh pháp, cho nên trong Phật mình không hiểu nổi thì tạm để đó, và đồng thời không có mâu thuẫn nào cả, trừ khi em xin lỗi kinh viết sai thì chịu chứ còn không có cái chuyện mâu thuẫn ở đây. À, thôi buổi vấn đáp ngày hôm nay thì đến đây cũng vừa đủ rồi. À, xin chia